22 mọi người muốn nhặt hạt rẻ bên Hàn Quốc mọi người phải biết chỗ nhặt nhé, tại vì rất nhiều người đi leo núi ấy, họ nhặt rất là nhiều. Đây, đây như có một hạt rất là kín, nếu mọi người không biết thì mọi người không thể nhặt được đấy, nó màu đỏ đỏ này. Đấy. Hạt rẻ bên này rất là to mình nhá, hạt rẻ rất to luôn. Đấy mình nhặt lên cho mọi người xem. Đấy, hạt rẻ này. 2 hạt này. 3 hạt này. Không biết nhặt thì không biết chỗ ấy. Nhưng mà đi kiếm thì cũng chết mệt luôn, nhưng mà biết chỗ thì nhặt thoải mái luôn, nhặt tí đầy túi luôn mọi người ạ. Đấy, em review cho mọi người nhá. Đây là cây hạt rẻ này. Cây hạt rẻ này ở trên chỗ này to nhất này. Đấy, cây gốc của nó đây. Gốc của hạt rẻ này. Đây gốc hạt rẻ nó thường như thế này nhá. Cây nó kín lắm. Thôi em nhặt đã nha. Có gì em sẽ review cho mọi người và cách nhặt hạt rẻ làm sao cho hiệu quả nhé. Đây, thấy hạt rẻ to lắm mọi người ạ. Quá hạt to. Đây, 1-2 hạt nữa, góc này nữa. Thôi em sẽ nhặt hạt rẻ nha. Nếu mà hạt rẻ mọi người thấy nó trong gai sợ đau tay, mọi người cứ không cần phải lấy que, lấy giày. Đấy, ấn cho em. Thế là nó sẽ bong ra luôn. Đấy, vừa không đau tay vừa nhàn với mọi người, được 2 hạt. Đấy. Rẻ mọi người không nên bỏ qua những hạt này vì rất là không phải chỉ là mỗi là nhặt mỗi hạt không. Mọi người kiểm tra xem là cái quả nào nó nứt, mọi người bắt đầu tách ra thì sẽ có những bỏ sót rất là ký, ở trong có hạt đấy, hạt này. Đấy. Đây nữa nhá, hạt rẻ để tí xem là cái quả này có nứt không, đúng không? Không nứt thì thôi bỏ qua. Ấy không có gì để tách được ra, rất là đau tay.